Chuyện người giàu trên trái đất này giờ không hiếm, nhưng có thể biến ngân khố quốc gia thành máy rút tiền ATM cá nhân thì chắc là chuyện chỉ có hoàng thân Brunei làm được. Vị hoàng thân này là ai? Và liệu cái danh dân chơi chịu chi nhất thế giới đã đưa cuộc đời ông về đâu rồi? Hãy cùng theo dõi những diễn biến thú vị về cuộc đời nhân vật này trong tập phát sóng của Văn Tùng Discovery ngày hôm nay. Và như thường lệ, nếu nội dung này để lại ấn tượng cho bạn, đừng ngần ngại để lại một like như một sự khích lệ với đội ngũ sáng tạo của chúng mình. Còn nếu đây là lần đầu tiên chúng ta có duyên gặp gỡ, hãy bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin khám phá thú vị nhất. Nhà nước Brunei Darussalam có thủ đô là Bandar Seri Begawan, nằm ở bờ biển phía bắc của đảo Kalimantan với diện tích đất là 5.765 km2. Để cho các bạn dễ hình dung thì đất nước này cũng chỉ rộng hơn Hà Nội khoảng 1,7 lần. Brunei là một quốc gia có lịch sử tương đối phức tạp và cũng đã phải trải qua nhiều đau thương bởi các cuộc chiến tranh, bao gồm cả nội chiến. Brunei chỉ thực sự được công nhận là quốc gia độc lập từ ngày 1 tháng 1 năm 1984 khi họ thoát khỏi sự kiểm soát của Anh. Khi đó, mặc dù các ngành nông nghiệp và công nghiệp của Brunei chưa phát triển, nhưng các mỏ dầu và khí đốt thiên nhiên có trữ lượng lớn đã khiến cho nền kinh tế Brunei ngày càng trở nên thịnh vượng. Chỉ cần dựa vào hai động lực này, Brunei đã trải qua quá trình tăng trưởng kinh tế thần tốc, nhanh chóng trở thành một quốc gia giàu có. Đi cùng với đó, hệ thống phúc lợi xã hội cũng ở mức cao. Năm 2017, tạp chí Forbes xếp hạng Brunei là quốc gia giàu thứ tư thế giới. Không ngủ quên trên đống vàng, Brunei nhận ra dầu và khí đốt cũng đều là những nguồn tài nguyên không thể tái tạo. Nếu nền kinh tế của cả đất nước chỉ dựa vào ngành này, thực sự không phải là giải pháp lâu dài và an toàn. Do đó, chính phủ Brunei đã đưa ra nhiều biện pháp để đa dạng hóa cơ cấu của nền kinh tế. Kể từ những năm 1980, Brunei bắt đầu phát triển mạnh các ngành công nghiệp khác. Đồng thời, Brunei tích cực sử dụng nguồn vốn hiện có để đầu tư ra nước ngoài. Các khoản đầu tư này do cơ quan đầu tư Brunei, hay còn được gọi là BIA, thực hiện. Cơ quan đầu tư Brunei, BIA, có 100% vốn nhà nước, chủ yếu dựa vào dự trữ ngoại hối tích lũy được qua việc xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt ra nước ngoài. Do đó, không có sự quản lý thực sự về nguồn vốn. Là một quốc gia Hồi giáo và có chế độ quân chủ, người cai trị thực sự của Brunei có tước hiệu là Sultan. Quốc vương hiện tại của Brunei là Hassanan Bolkiah, người sở hữu quyền lực tối cao và khối tài sản khổng lồ. Theo Celebrity Networth, ở tuổi 76, quốc vương Hassanan Bolkiah là một trong những vị vua giàu có nhất thế giới với tài sản ròng ước tính là 35 tỷ đô. Là người đứng đầu quốc gia, Sultan Hassanan đảm nhiệm vị trí thủ tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng Brunei. Bộ trưởng bộ tài chính được ông giao lại cho em trai, hoàng thân Jeffrey. Tuy nhiên, đáng tiếc là Jeffrey Bolkiah đã không đáp ứng được kỳ vọng của anh trai. Jeffrey Bolkiah sinh năm 1954, lớn lên trong nhung lụa, được nuôi dưỡng bởi sự xa hoa và những đặc quyền tối thượng. Không mấy ngạc nhiên khi Jeffrey Bolkiah có thói quen tiêu tiền như nước. Quyền lực đến như một lẽ hiển nhiên. Năm 1984, ở tuổi 30, Jeffrey đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei và Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, ông cũng được giao quản lý Cơ quan Đầu tư Brunei, BIA. Năm 1986, hoàng thân Jeffrey được thăng chức từ Thứ trưởng Bộ Tài chính lên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Kể từ đó, Jeffrey Bolkiah đã thực sự nắm trong tay chiếc chìa khóa thần kỳ, mở ra cánh cửa bước vào kho vàng đồ sộ của Brunei. Sau khi nhậm chức, ông chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại của Brunei và đặc biệt là các hoạt động kinh doanh, đầu tư ra nước ngoài. Thúc đẩy nhiều dự án lớn như khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á, Crystal Park và siêu khách sạn Imperial 5 sao. Nhưng bên cạnh những đóng góp, lợi dụng chức vụ và những đặc quyền của mình, Jeffrey đã rút từ ngân khố ra hàng tỷ đô la. Sử dụng nguồn tiền từ cơ quan đầu tư Brunei, ông đã thành lập hơn 200 công ty. Trong số đó, có một tập đoàn có tên là Amedel, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống giao thông, nhà máy điện Brunei. Jeffrey để con trai của mình là Hakim mới chỉ ở độ tuổi 20 và không có kinh nghiệm làm quản lý. Dần dần công ty này biến thành những cái van xả tiền. Tại Brunei, quyền lực của vua và hoàng gia là tối thượng. Vì có thể phải đối mặt với án tù nên không ai đủ can đảm để đặt nghi vấn về việc các thành viên hoàng gia đang vi phạm pháp luật hay không. Jeffrey ngày càng trở nên ngông cuồng, hành xử vô đạo đức hơn. Ông cũng ngày càng đi xa hơn trên con đường trở thành một tay chơi khét tiếng. Báo cáo chi phí trong suốt 10 năm cho thấy, mỗi tháng ông ta có thể đốt hết 50 triệu đô la. Ông có thú vui sưu tập bất động sản khi sở hữu 600 dinh thự nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang
và có nhiều loại hình bất động sản triệu đô khác nhau tại các thành phố xa hoa như Paris, London hay New York. Trong số đó phải kể đến ngôi nhà của Thánh John ở Westminster, Anh mà ông đã chi tới 40 triệu bảng, tương đương với hơn 50 triệu đô la để biến nó thành nhà riêng vào năm 1994. Cuộc giao dịch này đã đặt ra mức giá cao kỷ lục cho một ngôi nhà sang trọng ở Anh vào thời điểm đó. Vị hoàng thân này cũng không ngần ngại bỏ ra 385 triệu đô, giá đắt gấp đôi thị trường để sở hữu Asprey, hãng trang sức nổi tiếng của Anh, được mệnh danh là thợ kim hoàn của nữ hoàng. Ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50, ông đã vui vẻ chi trả 17 triệu đô la để có được sự góp mặt và biểu diễn của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson. Trong danh sách tài sản của Jeffrey còn có khách sạn Bel Air ở Los Angeles, Plaza Athénée Hotel ở Paris. Ông cũng không tiếc tiền trang hoàng cho khách sạn bởi các tấm thảm dệt bằng chỉ vàng và đồ trang sức giá trị 7 triệu đô la. Các đồ nội thất như toilet, bồn tắm hay hộp đựng giấy vệ sinh cũng đều được trang trí mạ vàng. Không những thế, Jeffrey sẵn sàng chi trả 1,3 triệu đô chỉ để mua một cây bút có chạm trổ các hình tượng có tính gợi dục. Nhưng mấy thứ đó đã là gì so với dàn siêu xe của anh em Hassanan Bolkiah và Jeffrey Bolkiah? Quốc vương trị vì Brunei, Hassanan Bolkiah cũng là một tay chơi siêu xe đẳng cấp, với bộ sưu tập 7.000 chiếc xe từ những nhà sản xuất đắt tiền, gồm 600 chiếc Rolls Royce, 450 chiếc Ferrari, 380 chiếc Bentley. Trong đó có những mẫu xe độc nhất vô nhị được đặt hàng riêng theo yêu cầu của ông, như chiếc Rolls Royce dát vàng, chiếc Bentley Dominator, Ferrari Testarossa F90 Special L, McLaren F1, Ferrari F40. Không hề thua kém người anh trai, Jeffrey Bolkiah cũng có một dàn siêu xe với con số khiêm tốn là 2.500 chiếc. Chiếm đa số là các siêu xe sang trọng và đắt giá như Bentley, Ferrari và Rolls Royce. Nhưng chưa hài lòng, Jeffrey lại vung tiền vào việc mua sắm gần 10 chiếc chuyên cơ riêng, trong đó phải kể đến chiếc Boeing 747 và 5 chiếc du thuyền hạng sang. Lối sống vương giả còn được thể hiện qua việc ông là một tay chơi cực kỳ có gu. Ông không tiếc tiền để bày tỏ tình yêu của mình với hội họa khi sở hữu hơn 200 bức tranh của các danh họa lừng lẫy như Edouard Manet, Pierre Renoir Jeffrey và Edgar Degas. Không chỉ dừng lại ở lối sống xa hoa và thói tiêu xài hoang phí, tùy hứng, Jeffrey còn thực sự là một ông hoàng tay chơi khét tiếng bởi đời sống tình dục hoang lạc của mình. Chế độ đa thê của Brunei cho phép Jeffrey có tới 5 người vợ chính thức và 18 người con. Không những thế, ông còn có đến 40 nhân tình và vô số mối quan hệ ngoài luồng không thể kể hết. Jeffrey chỉ coi phụ nữ như món hàng cao cấp. Nếu ông chỉ vào cô gái nào, các trợ lý sẽ bằng mọi cách và mọi giá đưa cô gái đó về cung điện của Jeffrey hoặc gửi họ đi khắp thế giới, đến một ông hoàng hay doanh nhân nào đó như một món quà đầy thành ý từ hoàng thân Brunei. Để thỏa mãn đời sống trụy lạc của mình, vị hoàng thân này đã tự xây cho mình một xứ sở thần tiên ngay trên quê hương Brunei. Đó là một vũ trường náo nhiệt, là nơi ông và các anh em trong hoàng gia tiệc tùng thâu đêm. Một xứ sở thần tiên với các lễ hội tưng bừng cùng những cô gái trẻ với vẻ ngoài hấp dẫn. Mời trà hay uống trà là một loại mật mã đặc biệt mà những người đàn ông này sử dụng nếu họ muốn một cô gái nào đó qua đêm với họ. Cũng có khi, Jeffrey rơi vào lưới tình, và những lúc như thế, ông không ngại vung tiền để thể hiện tình yêu. Tặng những món quà đắt tiền hay trang sức quý giá là phương pháp cổ điển và đơn giản giúp ông ta đạt được mọi mục đích. Mặc dù vậy, thói trăng hoa trụy lạc này đã đẩy nhiều cô gái vào đau khổ và đẩy hoàng gia Brunei vướng vào những cuộc bê bối chấn động và đáng xấu hổ nhất. Vào năm 1997, cựu hoa hậu Mỹ năm 1992, Salon Mekatic đã đệ đơn kiện hoàng thân Jeffrey tội lạm dụng tình dục. Theo đó, cô đến Brunei cùng với 6 cô gái khác theo hợp đồng quảng bá cho một nhãn hàng mỹ phẩm. Nhưng khi hạ cánh, cô bị tịch thu hộ chiếu, sau đó bị đưa đi làm rất nhiều các xét nghiệm sức khỏe. Các cô gái khác bị đưa vào một cung điện rộng lớn có gần 1.800 phòng và bị ép phải phục vụ ông hoàng này trong suốt 32 ngày. Công ty môi giới đã mời cô đến Brunei thực chất là một tổ chức lừa đảo, chuyên tìm kiếm các cô gái có nhan sắc để phục vụ cho giới siêu giàu. Sharon bị nhốt, bị đánh thuốc mê, bị lạm dụng tình dục và ép phải tham gia các vũ hội của anh trai Jeffrey, quốc vương Hassanan. Cô bị ép phải nhảy liên tục từ 10 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau và bị những người tham gia buổi tiệc tùy ý động chạm vào cơ thể. Sự việc đã để lại bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa với Salon. Vì thế, ngay sau khi thoát khỏi nơi đáng sợ đó, cô đã đệ đơn kiện anh em gia tộc Bolkiah. Đối mặt với những cáo buộc này, anh em nhà Bolkiah không chịu thừa nhận. Thậm chí họ tuyên bố rằng họ chưa từng gặp Salon Marketing. Sau một năm rưỡi tranh cãi, gia tộc Bolkiah đã thoát tội dựa vào quyền miễn trừ ngoại giao của mình. Không chỉ dừng lại ở những bê bối tình dục,
Jeffrey Bokian lại tiếp tục vướng vào những vụ kiện với hai cố vấn tài chính cũ của mình. Hai người này đệ đơn lên tòa án kiện và đòi ông bồi thường 80 triệu đô la. Với lý do là ông đã yêu cầu họ mua sắm rất nhiều, nhưng lại không chuyển trả các khoản này. Tuy nhiên, Jeffrey lập tức kiện ngược lại hai người này vì cho rằng từ các khoản giao dịch bất động sản, máy bay, hai người này đã nhận được rất nhiều lợi ích và thậm chí còn yêu cầu hai nguyên đơn bồi thường số tiền lên đến 80 triệu đô la. Điều này đã châm ngòi cho sự phẫn nộ. Nguyên đơn đã cung cấp cho truyền thông những bí mật về khách sạn Dorchester ở London của Jeffrey. Đây thực chất là nơi vị hoàng thân vui vẻ hoang lạc với hậu cung hơn 40 cô nhân tình xinh đẹp. Mặc dù vụ kiện cuối cùng cũng được giải quyết, song tin tức về đời tư sa đọa của Jeffrey vẫn được lan truyền khắp mọi nơi. Chắc chắn, lúc bỏ ra 800.000 đô la thuê người làm 6 bức tượng to bằng người thật, mô tả cảnh ông cùng với người tình đang làm chuyện phòng the, Jeffrey không nghĩ đến cảnh những hình ảnh về nó sẽ nhấn chìm ông trong tai tiếng. Một trong những cô gái sống trong hậu cung của Jeffrey, Gillian Lauren, đã viết và ra mắt cuốn tự truyện Cuộc sống của tôi trong hậu cung. Cuốn sách đã được dịch ra 18 ngôn ngữ khác nhau. Nội dung của cuốn này kể về những trải nghiệm cá nhân của tác giả với tư cách là một trong những nữ tiếp viên trẻ được trả lương hậu hĩnh của hoàng tử Jeffrey Bokian từ năm 1992 đến năm 1995. Cô cũng không ngần ngại chỉ ra quốc vương Brunei, Hassanan, cũng nhiều lần tham gia những hoạt động này. Cụ thể, năm 1992, Lauren 18 tuổi, đến một buổi tuyển chọn diễn viên sau khi cô bỏ học chuyên ngành sân khấu của New York University. Người đại diện đưa ra nhiều hứa hẹn với một nụ cười đầy ẩn ý. Các cô gái được chọn sẽ cùng đến Singapore với những lời hứa hẹn. Nhưng khi hạ cánh, họ ngay lập tức bị tịch thu hộ chiếu, đưa thẳng đến cung điện của Jeffrey. Trong hậu cung này, Jeffrey yêu cầu các cô gái gọi mình là Robin. Thông thường, cứ 3 tuần một lần, các cô gái sẽ rời đi, thay vào đó là các cô gái mới đến. Nhiều người thậm chí mới chỉ ở độ tuổi 15, nhưng có vài trường hợp đặc biệt thì sẽ ở lại vài năm. Đây chính là cách mà Jeffrey duy trì sự mới mẻ trong hậu cung của mình. Tất cả các cô gái được yêu cầu phải thực hiện các điệu bộ văn hóa của người La Mã. Công việc của họ là duy trì sự xinh đẹp, uống rượu, trò chuyện và khiêu vũ cùng Jeffrey và bạn bè của ông ta. Các cô gái nhận được mức lương khoảng 20.000 đô mỗi tuần, chưa kể trang sức và các vật dụng giá trị khác được tặng. Ngoài việc phục vụ hoàng thân Jeffrey, hậu cung này còn như một món quà ông ta tặng cho anh trai của mình là quốc vương Hassanan. Nhưng dường như việc phơi bày những bê bối này không ảnh hưởng đến hoàng thân Jeffrey. Ông ta vẫn tiếp tục sử dụng quyền lực và tiền bạc để duy trì cuộc sống xa hoa phù phiếm đáng xấu hổ của mình. Tất cả mọi chuyện chỉ thực sự chao đảo khi Jeffrey bị chính anh trai của mình, quốc vương Hassanan, đưa ra tòa. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, kinh tế Brunei bị ảnh hưởng nặng nề. Chính phủ buộc phải thận trọng hơn với các khoản đầu tư. Tập đoàn Amadeus do con trai của Jeffrey điều hành đã bị phá sản, kéo theo khoản nợ lên đến 10 tỷ đô la. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998. Quốc vương Hassanan cần nguồn vốn khổng lồ để vực dậy nền kinh tế của Brunei. Nhưng chính lúc này, ông run rẩy tức giận khi nhận ra chiếc túi tiền mà mình tin tưởng giao cho em trai đã bị thủng từ lâu. Ông ngay lập tức mời các bên kiểm toán vào cuộc. Sự thật được phơi bày, trong 15 năm giữ chức vụ chủ tịch cơ quan đầu tư Brunei, Jeffrey Bokian đã làm bốc hơi 14,8 tỷ đô la ngân sách quốc gia và một số tài liệu còn nói rằng con số này có thể lên tới 16 tỷ đô. Rất nhiều chuyên gia kiểm toán, chuyên gia tài chính đã vào cuộc. Theo đó, nếu bỏ số thập phân đi, có thể tính sơ sơ rằng từ cơ quan đầu tư Brunei, Jeffrey đã chuyển 14 tỷ đô vào tài khoản của chính mình. 8 tỷ được chuyển vào tài khoản của anh trai Hassanan Bokian. Chỉ có 3,8 tỷ được dùng để phục vụ cho nhu cầu của chính phủ. Ranh giới giữa các khoản cho chính phủ với các khoản chi cho hoàng gia rất mờ nhạt. Do đó, chưa thể có câu trả lời cho 13 tỷ đô la. Vậy liệu quốc vương Hassanan Bokian có thực sự không liên quan hay có thông tin gì về những khoản chi này? Cũng từ đây, tình anh em rạn nứt. Để giữ gìn uy nghiêm và uy tín của bộ máy chính phủ, Jeffrey Bokian và 71 quan chức tham nhũng đã phải ra hầu tòa. Cuối cùng, Jeffrey Bokian đã được tha bổng với điều kiện là phải bàn giao lại toàn bộ tài sản có được bằng tiền tham nhũng. Số tài sản này bao gồm hơn 2.000 xe ô tô, hơn 500 bất động sản, hơn 100 bức tranh quý, 9 máy bay, 5 du thuyền và vô số đồ trang sức, tài sản giá trị khác. Sau chuỗi kiện tụng, Jeffrey phải trốn sang châu Âu. Tuy vậy, những tổn thất nặng nề mà đất nước Brunei phải chịu chưa thể xoa dịu ngay tức khắc. Bất ngờ là vào năm 2005, Jeffrey tiếp tục bị anh trai, cơ quan đầu tư Brunei nộp đơn khởi kiện. Lần này, quốc vương Hassanan đã quyết tâm gạt tì anh em sang một bên và quyết liệt theo đuổi vụ kiện với mục đích là đưa em trai vào tù. Vậy điều gì đã khiến cho vị vua này quyết tâm đến thế?
Quay trở lại thời điểm Jeffrey giao nộp tài sản và trốn ra nước ngoài, những tưởng cuộc sống của ông sau này sẽ phải rất chật vật. Nhưng không, vị hoàng thân này tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa nơi trời Âu. Điều đó đồng nghĩa với việc số tài sản mà Jeffrey đền bù cho chính phủ Brunei thực sự không thấm vào đâu so với tổng tài sản mà ông có. Sau nhiều phiên xử, chính phủ Brunei đã tiếp tục tịch thu của Jeffrey Bogian một số bất động sản giá trị khác như khách sạn Bel Air ở Los Angeles và khu khách sạn căn hộ New York ở Manhattan. Tuy nhiên, theo một thẩm phán, mặc dù hoàng thân Jeffrey đã chuyển giao hàng trăm tài sản có giá trị, ông ta vẫn có thể sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ đô. Dẫu vậy, sau những vụ kiện kéo dài nhiều năm liền và sự chỉ trích đến từ chính phủ và nhân dân Brunei, cuối cùng thì vào năm 2009, ở tuổi 55, hoàng thân Jeffrey Bogian cũng được phép quay trở lại quê hương. Chỉ là lần này không còn xe đưa kiệu rước linh đình. Nhưng như đã nói, ai mà biết vị hoàng tử này còn giấu giếm bao nhiêu tài sản quốc gia để duy trì cuộc sống trụy lạc của bản thân mình. Đồng tiền là mờ con mắt, có lẽ là câu nói đúng nhất để tổng kết lại về cuộc đời đầy bê bối của hoàng thân Jeffrey Bogian. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài, ông có quá nhiều cơ hội để trở thành một nhân vật lịch sử, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Nhưng Jeffrey đã tự mình chối bỏ tất cả. Để rồi đến cuối đời, ông ta phải trở về trong sự ghẻ lạnh của người dân và bao tiếng xấu còn lan truyền đời đời không hết. Vậy nếu được làm lại, theo bạn, vị hoàng thân này nên thay đổi mọi chuyện theo hướng nào? Hãy comment để chia sẻ ý nghĩ của bạn cho chúng mình biết nhé. Và trước khi rời đi, hãy để lại một like nếu nội dung của video khiến bạn hài lòng. Cũng đừng quên bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin khám phá thú vị nhất và chất lượng từ Vantu Discovery. Xin chào và hẹn gặp lại!